Chị chọn gì chọn ra đây? Wow. Chào chị Hồng Cẩm nha, chào anh Vương Anh. Chào Hồng Lê, chào Nguyễn Anh Đức. Chơi game nha. Bắt đầu chơi game, chào Trần Thị Huyền. Hôm nay bắt đầu chơi câu đố tiếp nhá. Mọi người vào chơi game để bắt đầu chơi câu đố tiếp. Hồi lúc trưa có một bạn đã trúng được game 1 triệu của bên xa rồi. Là bây giờ mình bắt đầu mình chơi game tiếp nhá. Có tối không mọi người nhỉ? Những ai đang xem livestream của em Sa thì mọi người hãy comment tương tác nào để khi mà mình chơi game thì mình không bị ẩn comment nhá. Lúc trưa là có rất là nhiều bạn mình sau khi mình kiểm tra lại đi game ấy thì bị ẩn comment mà quà tặng thì lên tới 1 triệu nhá. Comment giúp em Sa nào. Comment giúp em Sa nào. Comment nào. Comment để bị không bị ẩn comment. Alo. Chứ mắt của em có mấy thung nào chị? Bốn thung. Ok chị. Ở đó họ gửi cửa cái gì? Ok chị nhá. Cái máy của chị alo em. Mọi người bắt đầu chơi game nhá. Bắt đầu chơi game nào. Mọi người chơi game nào. Các bạn vào chơi game thì nhớ là comment tương tác để khi mà mình bắt đầu chơi game không bị ẩn comment nhá. Lúc trưa em sau khi em kết thúc livestream tặng quà thì có nhiều bạn đã bị ẩn comment và em Sa không đọc được comment của mọi người. Nên là rất là tiếc luôn. Lúc trưa em Sa tặng 1 lít toàn là quà, chỉ dành cho một người duy nhất trúng mi game thôi nhá. Là comment tương tác này nào. Comment chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm. Theo dõi người nào trúng mi game để thôi theo dõi đến tận cuối livestream của em Sa. Nếu không theo dõi livestream ấy thì em Sa sẽ không không tặng quà, bởi vì các bạn đâu có nhiệt tình với em Sa đâu. Nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi game, nhưng mà các bạn chia sẻ là chia sẻ thật nhá. Các bạn chia sẻ là chia sẻ thật nhá. Chào chị Thương Huyền, chào Nguyễn Thanh Huyền, ngày mai chị sẽ vào Nguyễn Thanh Huyền nhá. Hôm nay chị livestream nốt hôm giờ xong rồi ngày mai chị sẽ vào. Mọi người chia sẻ giúp em sao nào. Chia sẻ giúp em sao nào. Chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm và mình bắt đầu chơi game. Nhiều người vào xem mình bắt đầu chơi game nhá. Bắt đầu chơi game. Chia sẻ nào, chia sẻ nào. Chào Hoàng Ngân nhá. Chào Nguyễn Chi nhá. Xin chào mọi người nhé, mọi người chia sẻ giúp em sao. Những cái bạn nào đang xem livestream ấy hãy comment tương tác để không bị ẩn comment. Bị ẩn comment là các bạn không có nhận được quà, mặc dù các bạn trả lời đúng cũng không thể nhận được nhá. Lúc trưa có rất là nhiều bạn sau khi mình kiểm tra thì các bạn bị ẩn comment rất là nhiều. Nên là bây giờ các bạn nhớ là tương tác Facebook của em Sa để không bị ẩn nhá. Tương tác nick Facebook của em Sa để không bị ẩn comment nhá. Em Sa bắt đầu chơi game nhá mọi người. Em Sa bắt đầu chơi game nào. Em Sa sẽ bắt đầu chơi game. Mọi người comment tương tác đây nào. Comment tương tác để không bị ẩn comment nào. Những cái bạn nào mình không đọc ấy, có nghĩa là mình không thấy comment của các bạn. Bởi vì đây là nick Facebook mới của mình, nên là nhiều khi ấy, đây là miếng hạ sốt mà hiệu quả nhất mà em từng thấy. Mọi người có ai thích cái miếng hạ sốt này để hôm nay em tặng nào. Hôm nay bị cảm dán miếng hạ sốt.
Các chị nào comment tương tác giúp em sao nào. Để em sao bắt đầu chơi game nào. Bắt đầu chơi game nào. Em sao mời mọi người vào xem tí nhá. Mọi người bắt đầu chơi game nào. Bắt đầu comment tương tác nào. Comment tương tác giúp em sao. Để em sao thấy mọi người cái đã. Xong rồi là mình mới bắt đầu chơi. Mình em phải thấy mọi người cái đã. Xong rồi là mình mới bắt đầu chơi nhá. Xin chào, thấy Huyền Lê nha. Mọi người chia sẻ hai lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm cho em ra. Những cái bạn nào chưa kết bạn nick Facebook của em ra thì hãy ra ngoài kết bạn nick Facebook của em ra và cậu vào đây comment tương tác để không bị ẩn comment nhá. Lúc chưa có rất là nhiều bạn bị ẩn comment. Đến khi ẩn comment là có đúng kết quả thì cũng không được chấp nhận nhá. Bởi vì em đâu có thấy đâu, mọi người phải comment liên tục ấy thì mình mới thấy được, mới đọc kết quả của các bạn được. Các bạn không comment liên tục, không tương tác Facebook của em thì làm sao mà em đọc được ạ? À? Mọi người hãy chia sẻ hai lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm. Lúc trưa có cái bạn bạn gì gì bé béo béo ấy nhỉ? Mình đã tặng quà cho bạn ấy, trị giá quà tặng là 1 triệu đồng. Chào Võ Thế Long nha, vào chơi mini game nào. Chào em Trang Cốc ạ, chào Nguyễn Thùy Dung. Mọi người chơi mini game và chia sẻ giúp em Trang nào. Chia sẻ hai lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm. Sau đó vào đây comment tương tác với em Trang nào. Comment tương tác để không bị ẩn comment nào. Đây là câu hỏi của em Trang nhá. Một ông già đi từ dưới lên đỉnh núi, ông thấy cái gì? Mọi người comment là liên tục để không bị ẩn comment nhá. Chia sẻ hai lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm. Sau đó vào đây, phần quà sẽ là đây, đây là phần quà của mọi người nhá. Phần quà giá trị phần quà sẽ có giá là 500.000, giá trị phần quà sẽ có giá là 500.000. À, chào Đông Đông nha, mình có thấy Đông Đông. Chào Phương Thúy. Phần quà sẽ có giá là 500.000 nên mọi người chơi game mình vào đây mình chơi game là chủ yếu nào. Chia sẻ giúp em trai nào, chia sẻ nào. Hai lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm. Phần quà cho các bạn đây. Phần quà của các bạn đây nhá. Mọi người hãy comment, comment đầy đủ là ông thấy gì, thấy chấm 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 chứ không comment mỗi một từ như thế nhá. Thấy chấm chấm chấm, ông thấy cái gì thì cứ phải comment ra nhá. Những cái bạn nào mà không thấy mình đọc comment có nghĩa là gặp ẩn comment thì hãy chia sẻ hai lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm cho em xa. Sau đó vào đây chơi game thì mình sẽ được tặng quà. Mình chơi vui nhưng mà được tặng quà. Thấy phi thường thì không phải, thấy mệt cũng không phải nhá. Thấy mệt không phải, các bạn kéo view lên cho em sao nào, kéo view lên nào. Kéo view để em xa sẽ gợi ý cho mọi người nào. Thấy tiên xa cũng không phải nhá, tiên xa thì ở đây không thể ở trên núi được. Chào Linh Keo, mọi người comment giúp em nào, comment đi nào. Comment tương tác để mình có thể là thấy comment của các bạn. Còn những cái bạn nào mà không comment tương tác thì em sẽ không đọc của các bạn nhá. Vào đây chơi game và mời các bạn bè vào xem nào. Một ông già đi từ dưới lên đỉnh núi, ông thấy cái gì ạ? Phần quà sẽ trị giá là 500.000 nhá. Phần quà trị giá 500.000. Các bạn vào các bạn chơi giúp em sao nào. Mời bạn bè vào xem nào, mời bạn bè vào xem để chúng ta bắt đầu chơi game nào. Bắt đầu chơi game. Bắt đầu chơi game nào. Xin chào Doanh Kim nhá. Thấy núi không phải, một ông già đi từ dưới lên trên, ông thấy cái gì? Các bạn cứ đặt trường hợp mình vào ông già thì các bạn sẽ thấy cái gì. Đấy, một ông già đi từ dưới lên trên núi thì ông thấy cái gì? Thấy đỉnh núi cũng không phải, thấy đỉnh núi cũng không phải. Đấy, các bạn có nhớ chia sẻ nhá. Bây giờ mình mới thấy được có rất là ít lượt chia sẻ. Các bạn chia sẻ vào các đội hội nhóm giúp mình nhá. Chia sẻ hai lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm giúp em ra. Sau đó nếu các bạn nào mà chưa ấn theo dõi nick Facebook của em ra hoặc là kết bạn ấy thì các bạn vào ấn kết bạn xong ấy là các bạn vào đây chơi nhá. Phần quà có trị giá là 500.000 nhá các bạn. Trị giá là 500.000 nhá. Ở đây mình thấy các bạn đang chia sẻ rất là ít, các bạn chia sẻ nhiệt tình lên giúp mình ạ. Chia sẻ lên giúp mình ạ. Các bạn nhớ comment đầy đủ dấu và đầy đủ chính tả. Không comment không có dấu mình không chấp nhận nhá. Comment đầy đủ giúp em sao nhá. Comment đầy đủ giúp em sao. Comment đầy đủ giúp em sao và chia sẻ hai lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm. Ông thấy co
Thấy cỏ ở trên đỉnh núi nhìn lên làm sao mà thấy cỏ được? Cỏ ở đâu trên 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 đỉnh núi á? Cỏ ở đâu trên đỉnh núi? Phải thấy gì chứ? Ông thấy mỏi chân không đúng nhá, ông thấy mỏi chân không đúng. Ông già thấy già không đúng nhá. Ông thấy mệt cũng đúng nhưng mà cũng không phải kết quả của mình. Mọi người chia sẻ nào. Chia sẻ hai lần trên trang cá nhân và 20 nhóm giúp em sao nào. Chia sẻ nào. Thấy rác ở trên đỉnh núi thì không thấy rác đâu. Mọi người kéo view lên nào. Kéo view lên nào. Chia sẻ hai lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm. Mình bắt đầu chơi game nào. Chia sẻ nào. Hai lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm. Những ai không chia sẻ bị ẩn comment thì mình sẽ không đọc kết quả của các bạn nhé. Nên là các bạn bước đầu tiên trước khi vào chơi game ấy, hãy chia sẻ nhé. Chia sẻ hai lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm. Thấy mệt thì cũng đúng nhưng mà cũng không phải. Các bạn cứ tưởng tượng một ông già đi từ dưới núi lên à, từ dưới lên trên núi thì ông thấy cái gì? Thấy vui mừng mừng thì cũng đúng nhưng mà cũng không phải. Đấy, các bạn bắt đầu comment nhiều nhiều cái kết quả thế nào. Thấy quan tài cũng đúng, không đúng. Ai là người ta đặt quan tài ở trên trên đỉnh núi? Các bạn comment nào. Nguyễn Hoàng Hải Phượng đã chia sẻ cho em sao chưa nào? Đã chia sẻ thế nào? Nguyễn Văn Nhân đã chia sẻ thế nào? Chia sẻ hai lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm. Sau đó vào đây comment liên tục để không bị ẩn comment nhá. Các bạn chia sẻ giúp em sao nào? Đẩy lượt view lên thì em Sa sẽ bắt đầu gợi ý cho mọi người nào. Đẩy lượt view lên thì em Sa sẽ bắt đầu gợi ý cho mọi người nào. Đẩy lượt view lên nào. Đẩy lượt view lên nào thì em Sa sẽ bắt đầu gợi ý cho mọi người nào. Thấy bầu trời trong xanh là thì cũng đúng nhưng mà cũng không phải, cũng phải nhá. Mọi người chia sẻ nào. Chia sẻ nào. Em sao sẽ xem thử là ai đã chia sẻ nhá. Những cái bạn nào chia sẻ không nhiệt tình thì cho dù kết quả đúng em sao cũng sẽ không không chấp nhận nhá. Chia sẻ hai lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm. Sau đó vào đây comment kết quả. Thấy ba chấm là thấy cái gì? Thấy ba chấm là thấy cái gì? Thấy cái gì nào? Mọi người đẩy lượt view lên 100 người thì em sao sẽ bắt đầu gợi ý nào. Đẩy lượt view lên 100 người sẽ bắt đầu gợi ý nào. Thấy núi. Tất nhiên là lên đấy cũng phải thấy núi nhưng mà ngẩng đầu lên không thấy cái gì? Thấy cái gì mọi người ơi? Thấy cái gì nào? Thấy mệt thì cũng đúng. Phần quà sẽ có trị giá là 500.000 nên các bạn cố gắng đẩy view lên cho em Sa, đẩy view lên. Em Sa sẽ gợi ý cho mọi người. Các bạn nhớ đẩy view lên cho em Sa. Đây. Phần quà có trị giá là 500.000 nên các bạn nhớ đẩy view lên cho em Sa nhá. Đẩy view lên giúp em Sa nào. Mọi người chia sẻ hai lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm. Sau đó vào đây comment kết quả thấy chấm 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 thấy cái gì chấm 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 đấy thấy cái gì thì cứ viết đầy đủ chính tả là thấy ba chấm là thấy cái gì nhá. Thấy cái gì nào? Một ông già đi dưới từ dưới đỉnh núi lên trên thì ông thấy cái gì? Mọi người comment nào. Thấy mệt thì tất nhiên là già rồi cũng phải thấy mệt nhưng mà vẫn chưa đúng kết quả của em Sa nhé. Mọi người hãy comment đúng kết quả của em Sa, thấy ba chấm thấy nhưng mà cũng phải viết đầy đủ chính tả nhé, không viết tắt, không đúng ngữ pháp là mình sẽ không không ấy đâu. Thấy chim à? Chim thì cũng đúng nhưng mà cũng không phải. Thấy nắng cũng cũng không phải. Thấy mệt mỏi, tất nhiên là đi từ dưới lên núi thì thấy mệt mỏi rồi nhưng mà cũng không phải. Thấy cây cối, ông ngẩng đầu lên thì ông thấy cái gì? Ông thấy cái gì nào? Mọi người đẩy view lên nào. Mình gợi ý là ở đây có 1 2 3 4 từ. 1 4 từ. Chữ đầu tiên sẽ là chữ thấy. 4 từ và chữ đầu tiên sẽ là chữ thấy. Chia sẻ hai lần cho trang cá nhân và 20 hội nhóm. Phần thưởng sẽ có trị giá là 500.000. 500.000 nhá. Thấy cái gì nào? Thấy cái gì? Cỏ cây không thể có ở trên trời được, đúng không? Thấy mỏi chân, tất nhiên là ông thấy mỏi chân nhưng mà không phải đáp án của em Sa. Phải trùng đáp án của em Sa với đầy đủ chính tả nhá. Các bạn chia sẻ hai lần trên trang cá nhân. Những cái bạn nào vào chơi game mà chưa chia sẻ thì hãy ra ngoài chia sẻ cái đã nhá. À, mình có một phần quà dành cho bạn nào chụp được view cao nhất. Khi mà mình lên view cao nhất thì các bạn hãy chụp cái ảnh đấy, inbox cho mình sẽ tặng cho các bạn ấy một nhẫn kim tiền nhá. Ôi trời ơi, đây. Đây nhá. Đây, các bạn nào mà chụp được cái view cao nhất, sau đó inbox cho em Sa sẽ tặng cho tất cả các bạn một cái nhẫn kim tiền như thế này. Thấy đàn chim bay cũng không phải, thấy trời cũng không phải, mồ hôi rơi cũng không phải, thấy chim
Tất nhiên là nếu mà có thể là thấy chim nhưng mà cũng không phải thấy choán ván là không phải, mình chả biết choán ván là cái gì. Các bạn nào mà chụp được cái view cao nhất thì hãy chụp ảnh màn hình lại và Sa sẽ tặng một cái nhẫn kim tiền như thế này cho tất cả các bạn nhá. À, Diệu Phạm hãy comment đi nào. Comment để Sa tặng cho Diệu Phạm một cái nhẫn kim tiền nào. Tất nhiên là thấy mệt nhưng mà cũng không phải đáp án của em Sa. Đáp án của em Sa nó có 4 chữ và chữ đầu sẽ là chữ thấy. Đấy, và cuối cùng của cái câu đấy sẽ là chữ G. Nên là mọi người những cái bạn nào mà chụp được view cao nhất thì hãy thấy hoa mắt chóng mặt. Ừ, cũng có thể đúng bởi vì là ông cũng già rồi đúng nhỉ? Có thể là ông cũng thấy hoa mắt, thấy đổ mồ hôi của Diệu Phạm cũng không phải. Các bạn nào mà chụp được cái lượt view cao nhất thì các bạn inbox cho em ra tặng cho các bạn cái nhẫn kim tiền như thế này nhá. Nhẫn kim tiền như thế này không có giá trị tiền bạc nhiều nhưng mà nó sẽ mang tài lộc, nhất là những cái bạn nào mà kinh doanh buôn bán ấy thì nó mang tài lộc rất là nhiều. Nghe tới nhẫn kim tiền là nghe tiền rồi đúng không? Nên là đây một ông già đi từ dưới lên đỉnh núi, ông thấy cái gì? Ông thấy cái gì đấy mọi người? Mọi người comment nào. Thấy mệt cũng không phải. Cái bạn nào mà không thấy mình đọc có nghĩa là các bạn bị ẩn comment. Bị ẩn comment thì hãy ra ngoài kết bạn Facebook của em Sa. Sau đó các bạn vào đây, các bạn comment liên tục để không bị ẩn nhá. Chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm nhá. Chia sẻ hai lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm. Chia sẻ công khai và phần quà của các bạn có giá trị là 500.000. Phần quà của các bạn có giá trị là 500.000. Lúc chưa có một bạn đã được phần quà rồi. Những cái bạn nào mà chụp được cái view cao nhất thì inbox cho em Sa. Em Sa sẽ tặng cho nhẫn kim tiền như thế này. Nhẫn kim tiền tài lộc nhá. Đây nhá. Chào Dương Kiều Anh. Thấy mệt và choáng à? Cũng có thể là thấy mệt và choáng bởi vì cũng già rồi nhưng mà cũng không phải đáp án của em Sa đúng không? Thấy gần đến rồi, bởi vì ông đã lên đỉnh núi có nghĩa là ông đã lên tới nơi thì ông đã lên rồi chứ không phải là lên tới gần rồi. Thấy mỏi chân à? Đúng, cũng có khi là ông thấy mỏi chân này nhưng mà thấy hạnh phúc thì có thể cũng sẽ thấy hạnh phúc. Thấy rất vui sướng à? Thấy hai ông trời, thấy một ông trời chứ cả thầy cũng có một ông trời thôi mà, làm gì có nhiều ông trời. Các bạn chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm, sau đấy vào đây comment giúp em Sa. Comment theo đúng cú pháp thấy chấm 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 đấy, cái ba chữ tiếp theo đấy, ba chữ tiếp theo là thấy chấm chấm chấm, chữ đầu tiên là chữ thấy thấy, sau đấy là sau tiếp theo chữ thấy đấy là chữ G mọi người ạ. Chữ G thì ông thấy cái gì nhỉ? Ông thấy cái gì? Thấy G. Thấy G chấm chấm chấm, cuối cùng của chữ ấy sẽ là chữ G tiếp. Đúng nhỉ? Đúng rồi. Đấy, mọi người chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm cho em Sa. Sau đó vào đây theo dõi livestream. Đấy, các bạn nào mà chưa ấn theo dõi nick Facebook của em Sa hoặc chưa kết bạn mà thấy thấy mỏi đầu gối cũng không phải, thấy choáng cũng không phải, thấy ê cũng không phải, thấy mù và sương. Thế lúc trời nắng thì làm sao? Đúng rồi, thấy trị giá phần quà sẽ có giá là 500.000 nha. 500.000, 300 người đang theo dõi livestream của em Sa. Mọi người chia sẻ lên cho em Sa nào. Chia sẻ cho em Sa để nhiều người có thể vào xem nào. Chia sẻ cho em Sa nào. Chia sẻ cho em Sa. Những cái bạn nào mà chụp được cái view cao nhất của livestream em Sa, hãy inbox để em Sa tặng cho tất cả các bạn một cái nhẫn kim tiền như thế này. Có thấy tài lộc chưa? Những cái bạn nào mà kinh doanh online hay là những cái bạn nào kinh doanh thì các bạn đeo nhẫn kim tiền nó rất là tài lộc. Thấy mệt, thấy sung, thấy gần cây xanh, thấy mỏi đầu gối, rồi thấy gió lồng lộng, thấy mệt cũng chưa phải. Rồi là thấy gì nữa nhỉ? Ở đây thấy gì nữa mọi người? Thấy khoan khoái, mọi người hãy comment theo cú pháp thấy ba chấm. Đúng không? Cái chữ, chữ chữ tiếp theo của chữ thấy sẽ là chữ G. Đấy, mình gợi ý, mình gợi ý như thế rồi nhá. Mình gợi ý như thế rồi mọi người nhá. Mọi người đẩy view lên cho em Sa nào. Đẩy view lên cho em Sa tiếp nào. Đẩy view lên nào. Mọi người chia, những bạn nào mà chưa chia sẻ, các bạn hãy chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm. Sau đó vào đây comment giúp em Sa nào. Thấy phần thưởng sẽ có trị giá 500.000. 500.000 nhá, 500.000 nhá. Lúc chưa có một bạn đã nhận được phần thưởng một phần thưởng rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục
cái chơi game này. Các bạn nhận quà chỉ cần gửi thanh toán cho em tha phí ship thôi, chắc là tầm 15 đến 20 nghìn gì đấy. Còn lại em Sa sẽ tặng cho các bạn quà trị giá như thế. Nên các bạn cứ nhiệt tình chia sẻ cho em Sa. Đây đây. Đây nhá. Thấy chậm, thấy gần màu xanh, thấy chậm, thấy mệt, thấy mệt. Các bạn ơi, bỏ cái những cái đáp án nào mà một từ ấy, hai từ ấy, thì các bạn bỏ qua cho mình nhá. Các bạn bỏ qua cho mình. Một ông già đi từ dưới lên trên đỉnh núi. Ông thấy cái gì nhỉ? Ông thấy cái gì? Già rồi thì ông thấy cái gì? Già rồi thì ông thấy cái gì? Mọi người comment nào, comment đi nào. Comment đi nào. Phần quà trị giá là 500 nghìn. Lúc trước có một bạn đã được một phần quà trị giá là hơn 1 triệu. Và em đã ship tận nơi cho các bạn ấy. Các bạn chỉ cần thanh toán phí ship cho em ra. Còn những cái bạn nào được nhẫn kim tiền, các bạn cũng chỉ nhận và thanh toán khoảng tầm 10k tiền ship thôi nhá. 10k tiền ship thôi. Đáp án chỉ có một và em Sa đã ghi ở sau này. Em Sa đã ghi ở phía đằng sau của cái tờ giấy này. Nên các bạn yên tâm, không bao giờ có chuyện là trái đáp án. Nên là cứ yên tâm. Những cái bạn nào không thấy gối đau buốt, thấy đỉnh núi, thấy ba chấm nhá, các bạn nhớ comment chữ thấy kèm theo đáp án của các bạn, mà nhớ là phải comment đúng ký tự, đúng cái chính tả nhá. Mọi người nhớ comment đúng chính tả cho em Sa nào. Em Sa bắt đầu gợi ý tiếp nào. Chữ cuối cùng là chữ N và G. Đấy. Chữ cuối cùng sẽ là chữ N và G. Chữ cuối cùng và là chữ N và G. Đấy. Mọi người có thấy đây không? Một ông già đi từ dưới lên trên đỉnh núi. Ông thấy cái gì? Ông thấy cái gì nào? Thấy đỉnh núi già. Mọi người có muốn em gợi ý tiếp không nào? Tiếp gợi ý không nào? Mọi người có muốn ai ai muốn gợi ý tiếp không nào? Phần quà sẽ có giá trị là 500 nghìn nhá. Có giá trị là 500 nghìn luôn nhá. Nên là ai chưa kết bạn, một ngày em Sa hầu như sẽ livestream khoảng 2 lần, ngày nào cũng tặng quà lên tới 2 đến 3 triệu. Đấy, nên là các bạn nhớ là khi mà chơi game ý, thì các bạn nhớ là ấn theo dõi và để chế độ xem trước Facebook của em Sa. Sau đấy là mình vào mình chơi game, mình comment liên tục thì khẽ không bị ẩn nhá. Thấy mỏi gối, thấy mỏi chân, thấy đường đời, thấy gần hết đường, thấy mình bắt đầu mình gợi ý nhá. Thấy chữ cuối cùng là chữ ông nhá, chữ cuối cùng là chữ ông, chữ cuối cùng là chữ ông. Chữ cuối cùng là chữ ông. Các bạn nào chụp được cái view cao nhất thì inbox em Sa tặng cho nhẫn kim tiền. Chỉ cần chụp cái view xong inbox nhẫn tặng nhẫn kim tiền luôn, không phải chơi game thì là được tặng một cái nhẫn kim tiền như thế này. Nhẫn kim tiền tài lộc nhá. Đây nhá. Thấy đỉnh núi già. Ừ, cũng có thể là thấy đỉnh núi già. Nhưng mà mình sẽ bắt đầu gợi ý nhá. Chữ cuối cùng là chữ ông. Mọi người biết không? Chữ cuối cùng là chữ ông. Chữ đầu là chữ thấy, còn hai chữ giữa nữa thì các bạn cứ comment nhỉ, xem mà thấy cái gì nào. Nói chung là cái đáp án này có thể là mọi người không ngờ đến đâu, bởi vì em Sa ấy chợ đã chơi game là phải tinh vi một tí cho nó vui đúng không? Chứ bây giờ đáp án mà ai cũng biết thì làm sao mà mình chơi vui được đúng không? Thấy mệt, chắc em đã bảo rồi, mọi người đừng có comment chữ mệt nữa, bởi vì chữ mệt thì nó quá là bình thường. Các bạn nào không chơi game thì các bạn ra ngoài nhá. Các bạn nào không chơi game thì cứ ra ngoài, ở đây em Sa chơi văn minh lịch sự, không chơi cái kiểu mà vào đây nói linh tinh nhá. Bây giờ nhá. Bây giờ em Sa, mọi người đẩy view lên cho em Sa 5-10 người nữa, em Sa sẽ bắt đầu gợi ý nhá. Đẩy đẩy view lên cho em Sa. Thì em Sa bắt đầu gợi ý nhá. Đẩy view lên nào cho em Sa bắt đầu gợi ý nào. Các bạn nào mà chụp được cái view cao nhất thì cứ inbox cho em Sa. Em Sa sẽ thấy giày của ông à? Thấy giày, chữ cuối cùng là chữ ông, đúng rồi, từ thấy này, chấm chấm, ông, có nghĩa là hai từ ở giữa là từ gì? Cái bạn Nguyễn Hoàng Linh ơi, em logic một tí này, Nguyễn Hoàng Linh Chi này, em logic một tí nhá. Là đầu tiên em thấy này, hai chấm này, rồi là cuối cùng là chữ ông, đấy, rồi nhưng mà hai chữ giữa thì khoảng tầm thấy. Rồi từ tiếp theo là có hai chữ, tiếp theo nữa cũng có hai chữ, có nghĩa là
hai giữa là có đến bốn chữ thôi, không có nhiều đâu. Thấy chấm 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 ông. Chị ơi cho em cái thẻ Viettel với. Bạn nào mà xin xin có vẻ vô duyên như thế nhỉ, nhắn tin là cho em cái thẻ Viettel 500k với. Ô buồn cười nhỉ, chơi game không vào chơi game, vào nhắn tin xin thẻ 500.000. Ơ buồn cười nhỉ. Các bạn chia sẻ hai lần trên trang cá nhân và 20 hội nhóm. Thấy giày của ông, mình đã bảo rồi, thấy này chấm 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 ông như thế. Các bạn chụp view lại cho mình nào, chụp view lại cho mình nào, các bạn nào chụp view lại cho mình nào, thấy chấm chấm ông đấy. Đơn giản lắm, nói chung là phần quà trị giá 500.000 thôi, nên là các bạn nào vào chơi cho vui nhá, chơi cho vui nào. Lúc trưa em đã tặng quà cho bạn kia rồi. Những cái bạn nào chưa được chưa thấy em sao đọc tên ý, thì các bạn comment liên tục nhá. Thấy ra là ông, thấy một mình ông, thấy cù cù ông, thấy chân của ông, thấy một mình ông, thấy hình bóng ông, thấy cuộc đời ông, thấy bóng ông. Các bạn nào mà đang comment thấy mệt thì nghỉ đi, đừng có comment mệt nữa. Đã bảo rồi. Đây. Đây 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 đây. Đang live stream đang máu. Thấy đói bụng ông, thấy ba má ông. Làm sao lên đỉnh núi mà thấy ba má ông nhỉ? Ba má ông thì có thể là ở dưới chuối chín vàng chứ. Chữ tiếp theo của cái câu đố này sẽ là thấy ca chấm chấm ba từ nữa ông. Ô buồn cười nhỉ? Có cái bạn nào đây đang đang nhắn tin cho mình, cả nhà có thấy buồn cười không nhỉ? Chị ơi cho em cái thẻ Viettel 500.000 đi. Chị ơi cho em cái thẻ Viettel 500.000 đi. Năn nỉ chị đấy. Ô buồn cười nhỉ? Ô mọi người ơi. Ô này bây giờ có Xỉu Nhi vào nhắn tin xin thẻ Viettel 500.000. Ô buồn cười thế. Ô đây đây có phải của chùa đâu mà cứ vào xin đấy nhỉ? Thấy chữ K này, rồi là thấy này, rồi chữ K chấm chấm ông đấy, mình gợi ý như thế rồi. Nói chung là các bạn chụp cái view cao nhất của cái livestream này xong đấy, các bạn inbox cho em Sa, em Sa sẽ tặng cái nhẫn kim tiền này nhá. Em thấy ghi như thế nào nhỉ? Chữ thấy này, rồi chữ K này, rồi một chữ nữa, rồi hai từ nữa, rồi một chữ cuối là chữ Âu đấy. Nói chung cũng đơn giản như thế thôi, mình inbox lượt view là ok. Bạn Hòa Hòa Bình nhá, thấy mệt thấy kẻ đường. Nói chung là có bạn gần đúng, có bạn gần đúng, có một bạn ở đây gần đúng. Trời ơi cái em ơi, em cố gắng lên một tí, nói chung là cố gắng lên một tí. Thấy ba của cũng không phải, mình đã gợi ý là thấy này chữ K này, rồi là chấm hai từ nữa, rồi xong là ông. Nói chung là như thế, nói chung là có một bạn gần đúng. Trời ơi mình thấy một đúng, thấy khâm phục ông, khâm phục. Bởi vì là chữ chữ K còn một chữ cái tiếp theo, xong đấy là hai từ, hai từ nhá, hai từ, xong đấy là chữ ông đấy, như thế. Chứ không phải là thấy một mình ông hay là thấy cái gì cả. Mọi người có muốn em gợi ý tiếp nào? Nói chung là không, nói chung là em trong cái câu nói này này, em nói rất là lịch sự, rất là lịch sự. Em gợi ý nhá, trong ở đây có bạn đã trả lời đúng cái ý của em, nhưng mà các bạn trả lời kiểu không được lịch sự, nên là các bạn quên, em quên gợi ý cho mọi người nhá. Thấy này chữ ca này, thấy này chữ ca này, phải gợi ý như thế nào? Hình như là em gợi ý ngược rồi thì phải. À chữ thấy xong rồi chữ g, đúng rồi chữ g, chữ g thì đúng. Em xin lỗi mọi người nhá, lịu quá, em xin lỗi mọi người. Chữ thấy xong rồi chữ g chấm, rồi là chữ ca chấm ông đấy. Gợi ý hết ý rồi nhá, hết ý rồi nhá. Chữ thấy xong ấy là chữ g, xong ấy là chữ k chấm
chữ ông đấy, có nghĩa là hầu gần như là hết 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 cái đáp án của em rồi. Nên là mọi người comment nào, thấy này, chữ G này, chấm là cái gì đấy, rồi là chữ K này, chấm rồi ông đấy là cái gì nào, comment đi nào, comment nào. Mọi người lúc nào ai chụp được là lên view 400 người xem thì em sẽ tặng một cái nhẫn kim tiền nhá. Bạn nào chụp được view 400 người xem sẽ tặng một cái nhẫn kim tiền nhá. Đây nhá. Thấy chữ thấy này. Rồi này, chữ G nào. Chấm là từ chữ gì nào? Xong mới là chữ K nào, là chữ gì nào? Xong chữ ông. Nói chung là chỉ thiếu hai chữ nữa là cái mini game này quá ngon rồi. Mọi người ạ. Bạn Hiếu Trần là một bạn rất là đầu tôm này. Cho lách mẹ nó ra này. Ôi có bạn nói gần đúng này. Đinh Xuân Vương gần đúng nhá, Đinh Xuân Vương gần đúng. Đây đây đây, có một bạn đúng, có một chị đúng. Ở đây em, đây đây, em sẽ ghi bình luận của chị Na lại nhá. Đáp án của em, đáp án của em sao là thấy gì thì kệ ông. Đáp án của em sao là thấy gì kệ ông, mình kệ ông chứ ông thấy gì kệ ông, lên đến đỉnh núi thì thấy gì kệ ông chứ. Chị Nguyễn Xoan ơi, à họ Nguyễn Hoàng Linh, chị thấy được cái comment của em là em comment là thấy mẹ thấy gì gì kệ mẹ ông, nhưng mà chị cũng đáp án của chị là thấy gì kệ ông, thấy gì kệ ông nhá. Phần thưởng của chị Nguyễn Xoan có trị giá là 500.000. Sau cái livestream này chị Nguyễn Xoan phải xem tới tận cuối livestream, em Sa sẽ tặng cho chị một cái phần quà trị giá 500.000, chỉ cần chị trả tiền phí ship cho em Sa thôi, còn lại em Sa sẽ tặng nhá. Đây, lúc nãy em đã gợi ý gần hết rồi, em gợi ý chỉ thiếu còn hai chữ nữa thôi mà mọi người không linh động một tí. Đấy, mọi người ơi, bây giờ nhá, em kết thúc cái game này và bây giờ em sẽ tặng một phần quà khoảng tầm 400.000, 400.000 nhá. 400.000 cho chị em nào đang gặp tình trạng béo. Các bạn comment, chỉ cần comment béo là có quà đi. Comment tình trạng béo này, ví dụ như béo tay này, béo đùi này, béo bắp chân này, hay là béo eo, béo mông. Đấy, là em Sa sẽ tặng một phần quà trị giá 400.000. Nói chung ấy, các bạn nào comment gì mình không biết, có nghĩa là mình cũng không biết chị Nguyễn Xoan này là ai, vào chơi mini game thấy đúng kết quả là mình nói. Còn các bạn nào có thể là các bạn bị ẩn comment, mình không biết được, thì mình mới bảo với các bạn rồi. Thấy Nguyễn Lễ Thủy nhá, mình đã bảo với các bạn rồi, các bạn nào bị ẩn comment thì ra ngoài ấn theo dõi nick Facebook của em ra, sau đấy vào đây comment liên tục. Ở đây mình thấy là chị Nguyễn Xoan comment liên tục thì thấy đúng không? Các bạn nào ở đây đang gặp cái tình trạng béo thì các bạn comment béo, em Sa sẽ tặng một phần quà trị giá 400.000 đúng không? Bây giờ không chơi game nữa, em cảm ơn tất cả các chị em đã chơi game của em Sa. Bây giờ em Sa sẽ tặng một phần quà trị giá 400.000 cho tất cả các chị em ở đây. Cái chị nào mà chụp được cái view cao nhất ấy thì inbox cho em Sa sẽ tặng cho chị đấy một cái nhẫn kim tiền tài lộc nhá. Cái này em Sa đang 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 dùng nhá, đang đang đeo, có nghĩa là mình làm ăn kinh doanh ấy thì đeo nhẫn kim tiền nó rất là may mắn. Đấy, các bạn nào bị béo bụng này, béo đùi này, béo mông, các bạn comment đi nào, em Sa sẽ bắt đầu tặng quà cho tất cả các bạn béo nào. Ô buồn cười, bạn đời bình thường nhỉ, mình mất tiền mình chơi game chứ mình có đâu, mình đâu có lừa lừa gì ai, mình kết quả mình ghi sẵn ở đấy, xong ấy là mình các bạn chơi đúng thì mình trả lời mình ấy chứ mình đâu có ấy đâu. Bạn không thích chơi không cứ ra ngoài đi, không cần phải vào đây nhá, không cần phải vào đây nhá. Bây giờ em Sa sẽ tặng một cái phần quà trị giá là 400.000 cho tất cả các chị em nào đang gặp cái tình trạng béo. Nên các chị em đang xem livestream hãy ở lại tới cuối livestream. Chị nào xem livestream mà không trúng quà mà không tới cuối livestream, em Sa sẽ không tặng quà đấy nhá. Ở đây em Sa sẽ cho mọi người thấy. Đấy, đấy, thấy. Đây nhá. Không thì sao? Đây là cái bụng của em Sa, đây là cái mặt của em Sa luôn nhá. Bụng của em Sa, ở đây là bụng của em Sa có vòng eo là khoảng tầm 83. Đấy, và sau khi em Sa sử dụng cái liệu trình như thế này,
Một cái liệu trình như thế này em ra đã giảm xuống rất là nhiều. Đấy, một cái liệu trình như thế này có giá là 800.000. Mua hàng trong livestream này em Sa sẽ giảm giá xuống còn 430.000. Đấy, chị Nguyễn Soan inbox cho em Sa. Em Sa sẽ tặng quà tận nơi cho chị Nguyễn Soan. Đấy, mọi người có biết đây là cái bụng của em Sa. Đây là cái mặt của em Sa luôn nhá. Mọi người có thấy giống không? Đấy, đích thị là em Sa luôn à. Đấy, cái bụng của em Sa. Mình có thể giảm giảm không để điện thoại pin nữa. Đấy nhá. Đấy, cái bụng có vòng eo 8. Đúng rồi, chỉ cần đắp một tờ 500.000 này vào trán ấy là cái đầu của em Sa nó giảm nhiệt rất là nhanh, không có gì thì hiệu quả bằng cái tờ 500.000. Đấy, đây là cái bụng của em Sa. Đấy, mọi người có thấy không? Cái bụng này em chưa có chồng mà ai cũng bảo em giống kiểu 3 tháng thế này nhở, mệt mỏi đấy nhở. Cái liệu trình này em Sa cho mọi người nhá. Mọi người đặt hàng trong livestream này chỉ cần comment cú pháp béo kèm theo số điện thoại em Sa sẽ giảm giá. Cái liệu trình này gồm một cái nhịp bụng như thế này em Sa đang đeo đây, đây một cái nhịp bụng đây. Đây, từ 800.000 giảm xuống còn 430.000 dành cho 10 người đầu tiên comment ở trong cái livestream này. Mọi người có thể thấy đây là bụng của em Sa nhá. Bụng giống như kiểu vào bầu 3 tháng ấy, em Sa chỉ có chồng nhưng mà kiểu cái bụng nó to quá. Ở đây sau khi đã ăn cơm thì mình sẽ cho các bạn thấy được cái eo của mình ở đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là cái eo của mình. Đây là cái eo của mình nhá. Cái liệu trình này thì có giá là 800.000 nhưng mua hàng trong livestream này em Sa sẽ giảm giá xuống còn 430.000. 430.000 dành cho 10 chị đầu tiên comment ở trong cái livestream này. Tặng quà gần lên tới 400.000 đấy, đấy mọi người thấy không? Đây là bụng của em Sa. Sau khi đã ăn tối nó rất là nhỏ. Bây giờ đã xuống còn bảy mấy. Đây là bụng trước khi dùng nhá. Mọi người có thấy không? Đây là đích thị cái mặt của em Sa đúng không? Đúng không? Đấy, và đây là cái bụng của em Sa hiện tại nhá. Bây giờ em sẽ xoa cái tan mỡ cho các chị thấy. Cái combo này có giá là 800.000 nhưng mua hàng trong ngày hôm nay trong livestream này và bây giờ em Sa giảm giá xuống còn 450.000. Cái này là nó chiết xuất từ quế này. Rồi nó chiết xuất từ những cái thành phần thiên nhiên này, giúp dưỡng da, giúp săn da này, giúp đàn hồi da này. Chúc cho chị em nào ấy vừa mới sinh xong ấy, vừa mới sinh xong thì các chị nên dùng ngay nhá. Các chị có thấy không? Đây đây, em Sa sẽ dùng cho các chị thấy nhá. Các chị có thấy cái ảnh của em Sa lúc nãy em Sa đưa cho mọi người không? Vòng eo 83 bây giờ đã xuống rất là nhiều sau vòng một tuần, mọi người thấy không? Đây nhá. Đấy. Cơ địa càng khó càng nên dùng, cơ địa càng khó càng nên dùng. Bởi vì sao? Các chị cứ ôm bụng của mỡ của các chị ở trong người sẽ không bao giờ các chị có thể đẹp lên được. Bây giờ cái dáng, cái vóc là cái quan trọng nhất của các chị. Các chị không chăm thì bao giờ các chị mới đẹp lên được, đúng không? Cái này này, em cam kết với tất cả các chị nếu không giảm ấy, em Sa sẽ hoàn tiền 100% cho tất cả các chị. Nên các chị chỉ cần hôm nay đặt hàng trong livestream này. Các chị đặt hàng theo cú pháp là béo combo kèm theo số điện thoại cho em Sa. Em Sa sẽ giảm giá từ 800.000 xuống còn 430.000. Cái combo này ấy, cái nick bụng này có giá là 400.000 rồi. Nên là các chị hôm nay em bán tri ân cho tất cả các chị ở trong livestream này. Các chị chỉ cần đặt cú pháp theo đặt hàng theo cú pháp là combo kèm theo số điện thoại cho em Sa. Em Sa sẽ tặng quà bất chấp cho tất cả các chị và tặng cho tất cả các chị một cái nhẫn kim tiền như thế này nhá. Chỉ cần comment combo kèm theo số điện thoại, đây là bụng của em Sa. Đây mọi người có thấy không? Và đây bây giờ là bụng của em Sa này. Đấy, sắp đẹp rồi, sắp đẹp rồi. Đấy mọi người có thể đã nhận được quà tặng được đơn đặt hàng của chị Hà Anh này, chị Anna Phương này đã nhận một bộ này. Trang Nguyễn lấy hôm nay sẽ được giảm giá còn 430.000 chỉ duy nhất hôm nay thôi nhá. Combo này có giá là 800.000 mọi người ạ. 800.000 nhưng mà đặt hàng sau ngày hôm nay chỉ duy nhất hôm nay. Duy nhất hôm nay sẽ được giảm giá còn 430.000 kèm theo một nhẫn kim tiền. Đây em đang đeo này, béo gì kệ em. Ô buồn cười nhỉ, không thích chen thì ra ngoài nhá. Cái này không hề nóng nhá, nó chỉ ấm ấm một tí thôi. Đây em sẽ bôi ở trên cái cổ của mình cho mọi người thấy nhá. Bôi ở trên cổ cho mọi người thấy. Ở vùng cổ là một cái vùng rất là nhạy cảm nhưng mà nó không hề nóng một tí nào. Mọi người có thấy không? Nó không hề nóng và không hề đỏ một tí nào cả. Đấy,
Bởi vì có rất là nhiều dòng kem, cái này chiết xuất từ quế chứ không phải là từ mà từ gừng hay là ớt giống như kiểu nhiều loại kem tan mỡ hiện nay, nên là các chị yên tâm sử dụng cái này đấy. Có được không bạn? Bôi lên có nóng không? Không nè, không 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 hề nóng một tí nào cả. Em đã nhận được đơn hàng của chị Lan Hoàng, đã nhận được đơn hàng của chị Lệ Thủy này. Chị Phạm Kiên ơi, chị đang gặp vấn đề về béo gì ạ? Các chị cứ cứ comment đi nào, cứ comment đi, em Sa sẽ hướng dẫn cho tất cả các chị ở đây mọi người. Nếu mà các bạn béo bụng thì các bạn xoa như thế này, xoa như thế này cho em Sa. Đây em xoa rất là nhiều. Mình chặn mấy cái thằng đếch này. Đây mọi người cho hai cái mọi người massage lên như thế này, massage như thế này. Mọi người có thấy không? Bụng lúc nãy của em Sa rất là to. Bây giờ sau khi đã ăn cơm tối xong thì bây giờ nó giảm xuống như thế này, giảm xuống rất là ok luôn. Đây, mọi người có thấy không? Giảm xuống. Mọi người cứ massage theo kiểu này cho em Sa nhá. À chị Kiều Nguyễn ơi, em nhận đơn hàng của chị nhá. Một một combo của chị Kiều Nguyễn này, rồi một combo của chị Hà Linh này, một combo của chị Hồng Xuân này, một combo của chị Lan Phượng này. Tất cả các chị có thể là em đang đang livestream ấy, nhiều khi không thấy được thì các chị cứ yên tâm, sau khi livestream em sẽ check inbox của các chị nhá, check đơn của các chị. Các chị ơi, cái combo này có giá là 800.000, nhưng mà mua hàng trong livestream này em Sa sẽ tặng cho tất cả chị giảm giá xuống còn 430.000. Xong cái combo này sẽ có một cái đai định hình như thế này, đai định hình như thế này cho mọi người. Mọi người có thấy là cái đai này nó xịn không? Cái đai này ở ngoài có giá thị trường là 400.000 nha mọi người. Những cái bạn nào mà béo lâu năm các bạn có thể biết được cái đai này ấy, nó xịn như thế nào. Đấy, mình chỉ cần đeo vào như thế này nó rất là dễ chịu luôn. Bây giờ ngực không có, mông không có, nhưng mà eo chắc chắn là phải có nhá. Đấy, mọi người có thấy không hề nóng mà không hề biết dính một tí nào. Em nhận nhận đơn hàng của chị Lan Hoàng nhá. Em đã nhận đơn hàng của chị Linh Chi nhá. Các chị cứ comment đi, comment hoặc là các chị inbox cho em Sa cũng được. Em Sa sẽ ship hàng và phờ đi ship tận nơi cho tất cả các chị. Chỉ cần các chị đặt hàng trong livestream này, sau cái livestream này em Sa sẽ không tặng bất kỳ một cái quà tặng nào hết nữa. Đây, bộ 800.000 chỉ còn 430.000. Được tặng một cái định bụng 400.000 như thế này ở trong cái combo này nhá. Đây, tặng kèm một cái nhẫn kim tiền như thế này cho tất cả các chị luôn. Đúng rồi, em ra từ 43 cân mà lên 50 cân, có nghĩa là em tăng 7 cân và cái vòng bụng của em là tăng từ là 59 mà lên đến 83 là như thế này. Các chị có thấy không? 83 giống như kiểu mà mình bị chửa 3 tháng rồi đấy, kiểu như thế này. Thế bây giờ em Sa đang sử dụng cái kem tan mỡ này thì bây giờ nó giảm xuống được rất là nhiều, giảm xuống được rất là nhiều. Trong vòng một tuần mà đã giảm xuống được như thế này rồi các chị ạ. Các chị phải chăm chỉ một tí, chăm sóc cái eo của mình một tí thì sang mùa đông nó sẽ đẹp liền đấy. Các chị chỉ cần xoa, sau đó là các chị massage khoảng tầm 5 đến 10 phút rồi các chị nịch cái này vào. Cái này mình để qua đêm cũng được, nó không hề nóng một tí nào cả. Em không có cái cảm giác gì nó nóng cả. Các chị không những chị nào mà kiểu ngại khi mà mình dùng những cái sản phẩm mà nó nóng ấy thì các chị yên tâm, bởi vì nó không hề nóng một tí nào cả. Đây các chị thấy không? Bây giờ ấy, cái em hôm trước em tăng cân em không thể em kéo vào được cái sản phẩm này, không thể kéo được cái quần này, nhưng mà bây giờ em có thể vào được như thế này. Đây các chị thấy không? Đấy, cái sản phẩm này có giá là 800.000. Mỗi ngày xoa 10 lần. Mỗi ngày chị chỉ cần xoa, ngày đầu tiên chị xoa cho em một lần, ngày thứ hai chị xoa vào tuần sáng tối, sau đó chị có thể duy trì như thế. Chị càng chăm chỉ thì nó càng nhanh giảm, bởi vì cái này là giảm cân cơ học, cũng không hề ảnh hưởng bất kỳ một cái gì. Nhất là những cái mẹ sau sinh các bạn nên xoa sớm, bởi vì lúc ấy là mỡ của các bạn nó chưa đông cứng thì mình nên xoa sớm. Xoa sớm để làm cho những cái mô mỡ nó tan dần đi nhá. Mỡ nó sẽ đào thải qua nước tiểu và mồ hôi, nên là các bạn chỉ cần xoa như thế, các bạn có thể uống đủ nước 2 lít một ngày cho mình. Người bình thường đã uống đủ 2 lít một ngày thì người giảm cân tan mỡ cũng phải như thế nhá. Mình tăng cân hàng ngày. Đấy, mọi người đặt hàng thì hãy comment combo kèm theo số điện thoại cho em Sa. Em Sa sẽ ship hàng tặng nơi, tận nơi kèm theo quà tặng cho tất cả các chị. Em đã nhận được khoảng 5 đơn hàng rồi. Bây giờ chỉ cần khoảng tầm 5 đơn hàng nữa là em Sa sẽ kết thúc livestream, và đơn thứ 11 thì sẽ không nhận nữa. Và sau cái livestream này sẽ không tặng bất kỳ một cái quà nào, và cái này sẽ về trở lại giá là 800.000. 800.000 thì nó sẽ gồm hai cái chai tan mỡ như thế này, combo hai chai và một cái nịt bụng như thế này.
Nếu mà bụng mà 3 năm rồi thì chị phải xác định là những cái ngày đầu tiên là những cái ngày nó sẽ là thời gian nó làm cho cái mỡ của mình nó mềm ra thì nó sẽ mới bắt đầu tan được. Chứ không phải là những ngày đầu tiên, em không cam kết là 2 ngày đầu tiên chị sẽ giảm. Những cái ngày khoảng tầm 3 đến 4 ngày đầu tiên là nó sẽ làm cho mô mỡ của mình nó mềm ra cái đã xong nó mới giảm. Chị sẽ cảm giác là mình sẽ buồn tiểu bởi vì là nó sẽ đào thải mỡ ra nước tiểu và mồ hôi của mình. Nên là các chị ấy mà khi dùng ấy, các chị cố gắng là các chị em nhận được đơn hàng của chị Hồng Gấm nha. Chị Thiên Nga một combo này, chị Hồng Gấm một combo, chị còn 3 cái combo nữa. Các chị nhanh tay đặt hàng cho em sang, chỉ cần comment theo cú pháp combo kèm theo số điện thoại cho em Sa. Em Sa sẽ chốt hàng cho tất cả các chị. Các chị hãy nhanh tay đặt hàng trong ngày hôm nay. Chỉ cần các chị comment combo kèm theo số điện thoại, giá sẽ từ 800.000 xuống 430.000 kèm theo phờ đi ship và kèm theo tặng một cái nhẫn kim tiền và một cái đai định hình như thế này. Đây mọi người có thấy không? Đai định hình nhá. Em ở đây em không tiếc những cái thành phần thiếu hoặc nhá. Nói chung là không có thời gian. Nguyễn Mỹ Hương combo đã nhận đơn hàng của chị Nguyễn Mỹ Hương. Cảm ơn tất cả chị yêu đã tham gia livestream của em. Ở trong cái livestream này, tất cả những người đang xem livestream sẽ được tặng quà. Đấy. Phương Mèo nhá. Cái dùng cái liệu trình giảm cân thế nào? Không thấy em à chị. Thấy Nguyễn Mỹ Hương đã nhận được đơn hàng của Nguyễn Mỹ Hương, mình đã thấy bạn comment ở đây rồi. Cảm ơn bạn. Sau cái livestream này mình sẽ check đơn của bạn và sẽ ship tận nơi. Cái đơn hàng này của bạn của các bạn ấy sẽ được tặng kèm một cái đai nịt như mình đang dùng như thế này và một cái nhẫn kim tiền như thế này. Đấy, các bạn chỉ cần thanh toán 430.000, chỉ cần 430.000 các bạn mặc quần áo nhưng mà cái bụng có phề ra thì các bạn làm sao mà đẹp được đúng không? Mình phải chăm sóc da của mình, chăm sóc eo của mình đúng không? Bụng béo nha em. Chị Kim Nhung Hồ, chị bụng béo, chị cứ comment cho em combo kèm theo số điện thoại, em sẽ check đơn của chị nhá. Đây, một liệu trình như thế có giá là 800.000 nhưng mà riêng trong cái livestream này em tri ân cho tất cả các chị. Còn 430.000, 430.000 tặng kèm một cái nhẫn kim tiền như thế này. Đấy. Và các chị sẽ được tặng một cái đai định hình như thế này. Đai cực kỳ thời trang luôn, các chị có thể mặc quần áo bên ngoài bình thường. Đấy, mọi người có thấy ảnh của em sao? Lần chào chị Trinh Lê nhá, chào chị Trinh Lê, chào chị Trinh Lê. Đây, đây là ảnh của em sao nhá. Mọi người có thấy hình như là nó hơi hơi lóa đúng không? Đây là ảnh của em sao? Đây. Eo eo nó khoảng tầm 83 thì là bây giờ eo của em nó đã ok rất là nhiều. Đấy, em không vừa một cái đồ nào nữa các chị, phải mua đồ mới bởi vì là eo của em nó quá là to mà ai cũng bảo tưởng em là chửa mấy tháng ấy. Đây các chị thấy không? Đấy, các chị chỉ cần khoảng tầm 3 cái đơn hàng nữa là em Sa sẽ bắt đầu kết thúc livestream. Nên là các chị, đấy các chị có thấy không? Đây là bụng của em Sa này. Đấy, các chị có thấy không? Giống như 3 tháng đúng không? Đấy, bây giờ nó đã ngon hơn rất là nhiều. Chỉ cần các chị đặt hàng trong livestream này, combo từ 800.000 xuống còn 430.000, phờ đi ship tặng kèm một cái nhẫn kim tiền tài lộc như thế này và được tặng kèm một cái đai định hình như thế này. Đấy, các chị thấy không? Đấy. Chào chị Kiều Anh nhá. Chị Kiều Anh dạo này thì ngon rồi. Đây nhá mọi người. Em đã nhận được đơn hàng của chị Linh Chi nhá. Chị Linh Chi inbox cho em số điện thoại địa chỉ. Em đã nhận được đơn hàng của Tuyết Mai, chị Tuyết Mai inbox cho em số điện thoại địa chỉ. Chỉ còn khoảng mấy đơn hàng nữa là em sẽ kết thúc livestream. Các chị yêu nhanh tay đặt hàng bây giờ và sau đó em sẽ kết thúc livestream. Và kết thúc cái livestream này thì em sẽ không tặng bất kỳ một cái sản phẩm nào nữa. Nên là các bạn nhớ là chỉ duy nhất hôm nay thôi nhá, ngày mai sẽ không có chương trình tặng gì nhá. Hình như là em mới livestream có 36 phút đúng không? Hình như là mới 36 phút đúng không? Chào Thúy Quỳnh nhá, chào anh Vũ Minh Hiếu. Em sẽ tìm hiểu cái phần mềm mà lọc cái lượng comment và lượng share của anh Vũ Minh Hiếu nhá. Đây, 800.000 còn 430.000 chỉ duy nhất hôm nay thôi mọi người nhá. Những ai đang gặp cái tình trạng béo bụng này, béo tay này, béo đùi này, béo bắp chân thì các bạn hãy nhanh tay đặt hàng cái duy nhất hôm nay nhá. 800.000 còn 400.000 sẽ được một combo như thế này kèm theo một đai định hình như thế này. Đấy.
Em sao đang dụng đai định hình đây. Mọi người nhá, mọi người hãy nhanh tay đặt hàng trong ngày hôm nay giúp em Sa nhá. Bây giờ em Sa sẽ kết thúc livestream ở đây.